Xin chào các bạn nhá. Hôm nay tiếp tục lại chuyến hành trình đi rừng, cho nên là mình lại gặp một cây thuốc rất là quý, cho nên là mình lại làm video để giới thiệu cho các bạn. Thì đây, ngay đằng sau của mình đây là mình với ông bạn mình đang đi lấy thuốc đây. Đây các bạn nhá. Đây này. Ông bạn ông đang chặt ở trên này. Đây. Đây các bạn ạ. Đây. Đây là cái trên dốc Tả Ly này nó rất là cao. Đây này. Thì trên màn ảnh các bạn đang theo dõi đây là một loại cây thuốc rất là quý. Đây các bạn này. Đây là bộ phận lá của nó này. Và đây bộ phận này là nhựa này. Thì đây thì có thể là những người mà biết thuốc là cũng đã nhận ra cây này. Thì mình vào vấn đề luôn. Đây là cây gọi là cây đỗ trọng nam các bạn nhá, nhưng mà đỗ trọng đỏ các bạn ạ, đỗ trọng nam nhưng là gọi là đỗ trọng đỏ. Thì đỗ trọng nam thì nó có hai loại, một loại trắng và một loại đỏ. Thì đây là mình bắt gặp được là gặp cây đỗ trọng đỏ, nên cho vậy thì mình cũng làm video để giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn này, đây 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 này, đấy đây mình với ông bạn là đang đang chặt đây. Đây vào rất là xa mà hôm nay thời tiết rất là lạnh giá các bạn này. Đây này. Đây là may quá là nó ở ngay ở trên 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 cây cao kia. Đây các bạn này. Đấy, đây mình quay video ở trên trên màn hình cho nên là nó hơi khó một chút. Chất lượng video không được tốt. Thì đây các bạn này, nhận biết là cây đỗ trọng đỏ này là đỗ trọng nam đỏ ấy, thì lá nó nhỏ này. Lá nó mịn và lá nó nhỏ nhá, còn cây đỗ trọng trắng ấy là lá của nó là to hơn mà nó hơi có lông một chút. Mà đây là nó không có lông mà nó rất là mịn này các bạn này. Này, nó nhỏ như thế này thôi, nó rất là mịn này. Và khi mà mình đây mình sẽ lấy làm cho các bạn này. Xem là nó nhận biết này. Đây nha, khi mà cái đây đây cái vỏ bên ngoài là tế bào chết đây này. Thì khi mình cạo vào là nó hơi đỏ đỏ này, nhìn nó rất đẹp. Đấy. Đây nhìn ông bạn mình này đang leo để lấy đây, rất là khó luôn, dốc lắm các bạn ạ. Đây thì mình giới thiệu cho các bạn đây là công dụng của cây đỗ trọng đỏ, thì là nó cũng chữa được khá nhiều bệnh. Thứ nhất là có tác dụng là bổ thận này, và hai nữa là chữa bệnh về đau nhức xương khớp, thứ ba nữa là chữa bệnh về dạ dày các bạn nhá. Đấy, rồi các bệnh về trĩ ngoại các thứ thì nên dùng. Và thường là bệnh về xa dạ dày ấy thì dùng cái này thì nó mới kéo lên này các bạn này. Đấy, nó đây là nó là một trong những các vị thuốc để kéo bệnh xa dạ dày lên. Đấy thì chữa bệnh dạ dày thì nó còn khá nhiều cây, nó không phải là một cây này. Đây các bạn này, nó đây là nó bám ở trên trên dây, đây là hệ hệ dây các bạn nhá. Đây này rất là nhiều nhựa, nhưng nhựa của nó không có bẩn đâu các bạn ạ. Đây như mình mặc quần áo này thì nó vây vào quần áo, nhưng mà nhựa của nó một chút là nó đông nó thành hình cao su luôn đây này. Các bạn nhìn này, đây tay mình hơi bẩn nhá, đi rừng đây này, nhìn là nó lên hình thành cao su luôn, nó như kiểu dây cao su luôn đấy, nhựa cao su luôn đấy, khô không bẩn nhá. Đấy thì nó mới tác dụng, nó làm thuốc nó rất là tốt. Đây các bạn này, mình đang chặt của mình quay xong rồi tí chia nhau đấy. Mình cả dây bé dây to đều lấy hết, bây giờ hiếm cho nên là không có mấy. Đây các bạn ạ. Đấy. Thì công dụng của nó để mình giới thiệu cho các bạn là như vậy. Đây nhìn ông bạn này đang xuống đây. Rất là vất vả đây. Tay lấy nốt đi. Chặt đi, không sợ đâu mà. Đấy. Gió đây này, các bạn nhìn đây. Các bạn hôm nay nhìn rất là gió luôn. Ở đây là trên vùng cao nhá, đây này, nhìn các bạn nhìn thấy gió khủng khiếp chưa? Đấy, hôm nay thời tiết rất là lạnh nhưng mà mình đi rừng thì được cái là đi lại thì nó cũng ấm. Nhưng mà đây này, nhìn các bạn nhìn thấy gió này. Đấy, gió này sương mù mịt luôn. Bây giờ thời điểm này là đang 2 rưỡi thôi, 3 giờ thôi các bạn ạ. Nhưng mà cũng thời tiết nó sắp tối rồi. Đấy thì video của mình quay sơ bộ như vậy thôi. Thì để mình tiếp tục đi rừng lấy thuốc tiếp. Để tiếp tục chặt cây cây này.
Đấy thì khi mà mình chế biến rồi khi mình bốc thuốc thì mình sẽ giới thiệu sâu hơn về cây đỗ trọng cho các bạn biết và cách sử dụng của nó như thế nào, và phối hợp gia giảm với lại một số vị thuốc khác để tạo thành một bài thuốc để chữa bệnh các bạn nhá. Thì video của mình hôm nay mình làm ngắn thôi bởi vì là thời gian nó không có nhiều, để cho các bạn nhận biết về cây đỗ trọng thôi. Đấy, và giới thiệu sơ bộ cho các bạn là cây đỗ trọng nó chữa được một vài bệnh như vậy. Đấy. Đây, mình quay lại cho các bạn một lần nữa nhé, để cho video nó đủ 6-7 phút thì đăng lên thì nó sẽ thuận lợi hơn. Đây các bạn này, đây nó có nhựa này, đây gọi là cây đỗ trọng nam. Mà đỗ trọng nam thì nó có hai loại, loại đỏ và loại trắng. Đây là loại đỏ các bạn ạ. Đây, quay cho bạn vào cận đây. Đấy. Một mình tự làm tự tác nghiệp cho nên là video có như thế nào thì mong các bạn hết sức thông cảm. Đấy, lá nó rất là trơn tru, lá nó như kiểu lá hơi giống cái lá chua ấy. Đấy, nhưng mà đây nó mịn lắm, lá nó trơn không có lông. Đấy, còn cái lá của cây trắng, loại nó cũng giống như thế này nhưng nó là loại trắng thì lá nó to hơn một chút, lá nó không nhọn như thế này. Đấy, đây cách nhận biết rất là dễ luôn. Đây tí mình sẽ lấy hết cái khu vực cái đỏ này. Đây này, cây nhỏ như thế này nhưng mà nó thuốc nó cũng tác dụng tốt, nó cây này nó sống lâu năm lắm này, nó bám ở trên trên thân cây cây gỗ to, nhưng mà rất là may là cây này cây cây gỗ to là nó bị đổ xuống, thế mình đi đường mình bắt gặp luôn, thế là lấy luôn. Đấy. Thì video của mình xin kết thúc tại đây nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Thì mong các bạn ủng hộ kênh và chia sẻ cho mình nhé, để mình tiếp tục chuyến hành trình đi rừng lấy thuốc chữa bệnh. Thì rồi bạn nào có nhu cầu cần thì mình có thể là chia sẻ cho được. Thôi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.